Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin trên kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới của người Việt tại Canada. Trong bản tin thứ tư ngày 21 tháng 6 hôm nay, phần tin Canada sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Tàu ngầm mất tích khi thông quan sát con tàu Titanic chỉ còn 40 giờ oxy. Máy bay Canada phát hiện ra âm thanh. Thủ tướng Trudeau nói lực lượng không quân trong vụ rơi trực thăng RCAF đã thiệt mạng, thề sẽ điều tra, tuyết rơi ở phía tây Alberta. Thời tiết Canada thay đổi ra sao khi El Nino đang đến gần? CSIS cảnh báo người Canada đang là mục tiêu của tình báo Trung Quốc qua LinkedIn. Cùng một số tin xã hội đáng chú ý, Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị bằng cách nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Đường cao tốc Highway 41 đã bị đóng cửa ở Pickering sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Đường cao tốc gần đường Brock Road bị đóng cửa ở cả hai hướng và vẫn đóng cửa cho đến sáng thứ tư hôm nay. Cảnh sát tỉnh Ontario cho biết là ít nhất hai người đã thiệt mạng sau một vụ va chạm giữa ba chiếc xe gây ra một quả cầu lửa lớn trên xa lộ 401 ở Pickering, phía đông của Toronto vào tối thứ Ba. Theo Surgeon Kerry Smith là người phát ngôn của Ban an toàn xa lộ của OPP, ông cho biết là cả hai tài xế của hai xe vận tải đều được cho là đã chết tại hiện trường. Tài xế và một hành khách khác trên chiếc xe thứ ba không bị thương và đã có thể thoát khỏi vụ nổ cháy, Xa lộ 401 bị đóng theo cả hai hướng giữa đường Westney ở Ajax và đường White ở Pickering và vẫn đóng cửa vào giờ cao điểm buổi sáng do thiệt hại do hỏa hoạn. Những người đi làm sẽ phải đối mặt với tình trạng giao thông lộn xộn trong khu vực xảy ra tai nạn cả ngày vì các tài xế được chuyển hướng ra khỏi đường cao tốc để tránh địa điểm xảy ra tai nạn. Giao thông sẽ rất là đông đúc, bất cứ ai đi trong khu vực này nên tránh xa khu vực này càng xa càng tốt. Một nhân chứng Tên là Dylan Mohamed đang lái xe đến Vaughan thì anh ta chứng kiến vụ va chạm kinh hoàng. Đang đi trên đường cao tốc và đột nhiên tôi nhìn thấy vụ nổ này, tôi thậm chí không biết phải làm gì, nó là một quả cầu lửa khổng lồ. Mohamed nói, tôi đã hoảng sợ và phải rẽ phải, theo đúng nghĩa đen và dừng lại chỉ trong 5 giây nữa, tôi suýt đã dính vào vụ này. Vụ nổ đủ lớn để cư dân sống gần đường cao tốc có thể nhìn thấy và nghe thấy từ trong nhà của họ. Norm Bailey cho biết là họ đang xem TV thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn và ánh sáng chói lòa chiếu vào ngôi nhà. Thật là đáng sợ, chúng tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi và chạy ra ngoài xem thật nhanh. Cảnh sát cho biết ngọn lửa đang gây thiệt hại cho cầu vượt Brock Road, một đơn vị tái tạo vụ va chạm đang có mặt tại hiện trường để ghép lại chính xác nguyên nhân nào đã dẫn đến vụ tai nạn này. Hàng trăm phương tiện xe đã bị kẹt trong làn đường từ đêm tối thứ ba do vụ va chạm, hiện chưa biết là bản chất của khói và chất độc, các nhân viên cứu hỏa của Pickering và Toronto đã có mặt tại hiện trường chờ ngọn lửa tắt trước khi họ làm việc với nó. Cảnh sát cho biết họ đang tìm cách nói chuyện với những người ngồi trên chiếc xe Servivo màu đỏ có liên quan đến vụ va chạm trên Highway 401. Thưa quý vị, chiếc tàu ngầm mất tích khi tham quan sát con tàu Titanic chỉ còn 40 giờ oxy và máy bay Canada đã phát hiện ra âm thanh khi tìm kiếm. Ngày càng có nhiều tàu và máy bay được triển khai tìm kiếm chiếc tàu lặn bị mất tích khi tham quan sát tàu Titanic vào sáng Chủ nhật. Theo đại úy Jamie Frederick thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết, đến thời điểm hiện tại, những nỗ lực tìm kiếm đó đã không mang lại bất kỳ kết quả nào. Cuộc tìm kiếm đang diễn ra cách bờ biển Newfoundland khoảng 700 km và thời gian chính là điều cốt yếu. Tính đến chiều thứ ba, chiếc tàu lặn được cho là còn khoảng 40 giờ oxy, có thể duy trì cho 5 người trên tàu cho đến sáng thứ năm. Chiếc tàu ngầm Titan có thể lặn sâu tới 4.000m, cao gấp 7,2 lần tháp CN Tower, được điều hành bởi công ty OceanGate, đã mất liên lạc với các thủy thủ đoàn trên mặt nước sau 1 giờ 45 phút trong chuyến thám hiểm, khởi hành từ St. John của Newfoundland khoảng 6 giờ sáng Chủ nhật. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ hiện đang dẫn đầu chiến dịch trên không và trên biển để xác định vị trí của chiếc tàu lặn, với sự hỗ trợ từ các lực lượng khác như là lực lượng bảo vệ bờ biển và không quân của canada vai trò của canada trong cuộc tìm kiếm này khu vực mà chiếc tàu lặn mất tích thuộc quyền tài phán của hoa kỳ vì vậy phản ứng của canada bao gồm các nỗ lực từ trung tâm phối hợp cứu hộ chung gọi tắt là jrcc ở halifax bên cạnh đó thì cảnh sát biển canada cũng đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ các tàu Canada đã được triển khai hoặc là đang chuẩn bị hỗ trợ bao gồm các tàu bảo vệ bờ biển khác như là Covid Hobson 1752, Terry Fox và Anne Harvey bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Tàu HMCS Glace Bay của Hải quân Canada dự kiến sẽ đến hiện trường vào giữa trưa ngày 22 tháng 6 với một buồng lặn di động gồm 6 người và một đội y tế chuyên về y học lặn. Một chiếc máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Canada RCAF tham gia tìm kiếm chiếc tàu lặn mất tích đã phát hiện ra tiếng động dưới nước. Chỉ sau nửa đêm giờ miền đông vào thứ Tư, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết trên Twitter, cả tìm kiếm dưới nước và trên không đã được di dời trong nỗ lực khám phá nguồn gốc của âm thanh. Không rõ liệu những âm thanh đó có liên quan đến chiếc tàu lặn mất tích hay không. Con tàu mất tích được đặt tên là Titan và đang hướng tới xác tàu Titanic năm 1912, nằm cách bờ biển Newfoundland. Chiếc tàu lặn đang chở Hamish Harden, một tỷ phú và là nhà thám hiểm Paul Henry Nagiolet, một nhà thám hiểm người Pháp. Doanh nhân Shazada Dawood và con trai của ông là Solomon là các thành viên của một gia đình nổi tiếng người Pakistan và giám đốc điều hành của Ocean Gate và là phi công của chiếc Titan, ông Stockton Rush. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết là các thành viên của lực lượng không quân hoàng gia Canada RCAF đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng Chinook vào sáng sớm thứ Ba gần Ottawa. Tuy nhiên, thủ tướng Trudeau đã không nói rõ đó là thành viên nào hoặc có bao nhiêu người đã thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, phi hành đoàn gồm 4 thành viên đang thực hiện chuyến bay huấn luyện qua đêm thì chiếc trực thăng Chinook bị rơi xuống sông Ottawa gần Garrison Petawawa, cách thủ đô Ottawa khoảng 160 km về phía tây bắc. Vụ việc khiến hai người bị thương và hai người mất tích. Bệnh viện khu vực Pembroke cũng xác nhận là có hai người được đưa vào đó, nhưng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tình trạng hoặc là thương tích của họ. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết các nỗ lực tìm kiếm và phục hồi đang diễn ra và xác nhận chính thức sẽ được cung cấp sau khi có thêm thông tin. Đến sáng thứ ba thì gần 50 thành viên của quân đội Canada đã hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ trên bờ và dưới nước, cùng với máy bay RCAF là một đơn vị hàng hải của cảnh sát tỉnh Ontario và sở cứu hỏa địa phương. Khi nỗ lực tìm kiếm tiếp tục, Bộ Quốc phòng yêu cầu những người chèo thuyền trong khu vực tránh xa các bờ biển gần Garrison Petawawa và tránh các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm từ chiếc máy bay bị rơi. Trong bản tin thời tiết sau đây cho thấy sự bất thường trong thời tiết ở Canada và sự giải cứu của khách du lịch ở Jasper. Vào một ngày tháng 6 khi phần lớn Alberta đang phải đối phó với một trận mưa lớn, vùng biển Tây của tỉnh bang này đã đón tuyết rơi dày ở khu vực Jasper dọc theo quốc lộ 93 về phía nam đến Banff và trên quốc lộ 40 về phía bắc của Yellowhead gần Grand Cache. Tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Marmot Basin, tuyết trắng đập bao phủ mặt đất và để lại một lớp dày trên bàn ghế ngoài hiên. Tại công viên quốc gia Jasper, cả mưa và tuyết đều rơi vào thứ hai. Parks Canada cho biết là lượng mưa hơn 100 mm và tuyết thì dày 55 cm đã được ghi nhận ở một số nơi trong cùng ngày. Nếu bạn chưa nhận được tin tức từ một người bạn hoặc là thành viên gia đình mà đi du lịch ở khu Jasper, Parks Canada yêu cầu mọi người hãy liên hệ với họ theo số 780 852 6155 hoặc là gọi cho RCMP theo số 780 852 4848 nếu vẫn chưa nghe ngóng được thông tin của người thân. Đôi khi thì tầm nhìn có thể bị giảm đột ngột và nếu muốn lái xe trên Icefields Parkway, hãy cân nhắc hoãn lại cho đến khi tình hình được cải thiện. Parks Canada đã đưa khoảng 60 người đến nơi an toàn, bao gồm những người đi bộ đường dài trên đường ngoan Skyline, những người chèo thuyền trên hồ Marline và hai xe bus du lịch chở đầy hành khách từ đường Maline. Nhân viên vẫn đang tiếp tục phản hồi những du khách mà bị mắc kẹt Đường Marline sẽ vẫn đóng cửa trong ít nhất 48 đến 72 giờ. May mắn là không có thương tích đáng kể nào được báo cáo, mặc dù có hai nhóm cắm trại, một ở khu cắm trại Teckara và một ở vịnh Fishermans, đã cần đến sự giúp đỡ sau khi lều của họ bị sập do tuyết dày ẩm ướt qua đêm và họ bắt đầu chịu ảnh hưởng của cái lạnh. Hiện tượng thời tiết El Nino đang đến gần. Thời tiết ở Canada sẽ thay đổi ra sao? hiện tượng thời tiết el nino có thể ảnh hưởng đến thời tiết của canada bắt đầu từ mùa hè này và kéo dài suốt mùa đông theo thống kê sự kiện này không ảnh hưởng đến thời tiết của canada cho đến khoảng thời gian giáng sinh khi nó có thể mang lại thời tiết ôn hòa và khô hơn cho một số vùng của đất nước và thời tiết thì ẩm ướt hơn cho một số khu vực xa hơn về phía đông tuy nhiên tình trạng này đang bắt đầu một hoặc là hai tháng vào đầu năm nay và điều này đã tạo cơ hội cho nó phát triển có đến 56% khả năng là hiện tượng El Nino sẽ được coi là mạnh và 25% khả năng là nó đạt đến mức siêu lớn. Trong El Nino, gió thổi về phía tây dọc theo đường xích đạo sẽ chậm lại và nước ấm bị đẩy về phía đông, tạo ra nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn. Bên cạnh tác động trong tương lai của El Nino thì môi trường Canada cảnh báo, Canada sẽ chứng kiến nhiệt độ trên mức bình thường cho đến giữa tháng 7 vì đất nước đã trải qua một mùa cháy rừng kỷ lục cho đến nay. mới đây cơ quan tình báo an ninh canada csis đã đưa ra một cảnh báo công khai hiếm hoi trong đó nêu chi tiết cách mà cơ quan tình báo trung quốc đang nhắm mục tiêu và tuyển dụng công dân canada để cung cấp thông tin cho bắc kinh trong một chủ đề trên twitter canadians beware người canada hãy thận trọng csis đã phanh phui cách mà cơ quan tình báo cộng hòa nhân dân trung hoa nhắm mục tiêu vào người canada đang sinh sống trong và bên ngoài trung quốc theo CSIS, mục tiêu người Canada được nhắm đến là những người đang tích cực tìm kiếm việc làm trong các lĩnh vực chiến lược hoặc là những người có bằng cấp giá trị cao. Sau đó, mục tiêu sẽ được tiếp cận trên LinkedIn bởi người đóng giả là nhà tuyển dụng nhân sự hoặc là nhà tư vấn bảo mật cho cơ quan tình báo Trung Quốc bổ nhiệm. Sau khi thiết lập liên hệ thì nhà tuyển dụng sẽ chuyển cuộc trò chuyện sang cho WeChat, WhatsApp, email hoặc là nền tảng phụ khác trong thời gian sớm nhất có thể mục tiêu sau đó sẽ được yêu cầu viết báo cáo cho các nhà tư vấn để đổi lấy khoản thanh toán và sau đó gặp trực tiếp hoặc là trực tuyến với khách hàng được cho là đã nhận các báo cáo cả nhà tư vấn và khách hàng trên thực tế đều là sĩ quan tình báo của trung quốc chẳng bao lâu nữa mục tiêu người Canada sẽ được trả tiền để viết các báo cáo chứa gọi là thông tin đặc quyền bí mật mà cảnh sát trung quốc quan tâm theo cơ quan csis canada cho biết qua cảnh báo này thì cơ quan CSIS mong rằng người Canada phải cảnh giác với những người mà họ kết nối trên LinkedIn và các nền tảng nhắn tin trực tuyến khác. Cảnh báo của CSIS được đưa ra khi Canada đang giải quyết sự can thiệp của Trung Quốc vào đất nước, bao gồm từ cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử của Canada đến việc sử dụng cái gọi là đồn cảnh sát để theo dõi và đe dọa công dân Trung Quốc hoặc là những người có gia đình ở Trung Quốc. Canada trang bị lại rổ lạm phát và tập trung hơn vào lương thực và giá xăng. Cơ quan thống kê quốc gia của Canada đã tiết lộ các trọng số mới cho rổ hàng hóa và dịch vụ trong chỉ số giá tiêu dùng, cho thấy rõ hơn những thay đổi về giá thực phẩm và xăng dầu. Việc điều chỉnh trọng số rổ hàng hóa mới sẽ được áp dụng cho dữ liệu lạm phát của tháng 5, sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 6 tới này. Các biện pháp liên quan đến COVID-19 và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã đẩy lạm phát của Canada lên mức cao nhất gần 40 năm là 8,1% vào tháng 6 năm ngoái. Lạm phát hiện đã giảm xuống mức 4,4%, vẫn cao hơn gấp đôi so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Canada. Giá xăng dầu bị đẩy lên cao hơn do nhu cầu gia tăng cũng như là việc Nga xâm lược Ukraine hiện sẽ chiếm 4,27% lạm phát chung, tăng từ mức 3,47%. Xăng dầu là một phần của danh mục vận tải lớn hơn năm thứ hai liên tiếp tăng mạnh nhất trong 8 phân khúc chính, tăng từ mức 16,16% trăm ,16 lên 16,94%. Danh mục thực phẩm tăng từ 15,75% lên 16,13%, phản ánh doanh số bán hàng tại các nhà hàng tăng lên khi các biện pháp đóng cửa được dỡ bỏ. Tuy nhiên, thì danh mục nơi trú ẩn đã giảm xuống 28,22% từ mức 29,67%, một phần là do chi phí thuê nhà và các chi phí ăn ở khác giảm khi thị trường nhà ở hạ nhiệt. Đầu đĩa DVD đã bị loại khỏi sổ hàng hóa vào năm 2023 vì chúng đã trở nên ít phổ biến hơn với người tiêu dùng sau sự ra đời của các dịch vụ phát trực tuyến. Ngược lại thì lò nướng thang và thiết bị dọn tuyết đã được thêm vào. Trong cuộc bầu cử chạy đua cho ghế thị trưởng Toronto, các ứng cử viên đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách khi bà Olivia Chow dẫn đầu trong tuần cuối cùng. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Election Day, bà Olivia Chow vẫn là người dẫn đầu trong cuộc đua thị trưởng Toronto. Trong khi đó, các ứng cử viên hàng đầu khác đang sắp hết thời gian để đuổi theo kịp bà. Trong một cuộc thăm dò công bố hôm 20 tháng 6 của Main Street Research, bà Chow đã nhận được 36% ủng hộ từ các cử tri đã quyết định, tăng 5 điểm phần trăm so với con số hôm thứ Sáu tuần trước. Bà Olivia Chow hiện đang dẫn trước ứng cử viên Anna Bailau và ông Mark Sanders, những người này đứng ở vị trí thứ hai với 13% ủng hộ. Ứng cử viên George Matlow xếp ngay sau họ với 12% phiếu ủng hộ. Ứng cử viên Nitsi Hunter và Anthony Fury thì nhận được 7% ủng hộ. Trong khi bà Chloe Brown và một ứng cử viên khác nhận được 4%. Bà Chow cũng đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò mới nhất của Liaison Strategies với tỷ lệ ủng hộ của các cử tri quyết định là 30%, giống như cuộc thăm dò tuần trước của Liaison. Số cử tri đi bầu vào ngày 26 tháng 6 sẽ ảnh hưởng đến kết quả này và có thể sẽ quá muộn nếu không có điều gì đó kịch tính sẽ xảy ra trong tuần này. Tỉnh Manitoba chứng kiến 3 trẻ em chết đuối chỉ trong vòng 5 ngày. Cảnh sát RCMP cho biết chỉ trong vòng 5 ngày có 3 trẻ em đã chết đuối trong 3 vụ tai nạn riêng biệt ở tỉnh bang Manitoba một bé trai 23 tháng tuổi đã được tìm thấy vào thứ Năm tuần trước ở Island Lake bên ngoài căn nhà của gia đình ở Garden Hill First Nation. Và thời điểm xảy ra tai nạn thì bé trai đã được trông chừng bởi anh chị em ruột của em. Cách đó khoảng 15 km trên bờ Island Lake khác, một bé gái 10 tuổi đã chết đuối tại San Theresa Point First Nation vào Chủ nhật. Theo RCMP thì bé gái và một người bạn đã bơi quá xa bờ và chỉ có người bạn của em được giải cứu. Vụ đuối nước thứ ba xảy ra xa hơn về phía nam ở Portage La Prairie vào thứ hai. Cảnh sát cho biết là bé trai 2 tuổi đã rời khỏi tầm mắt của các thành viên trong gia đình và chết đuối trong một ao nước gần đó. Manitoba chứng kiến trung bình 22 vụ chết đuối mỗi năm, theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Cứu hộ Manitoba. Điều mà mọi người cần lưu ý là đuối nước thường không dễ phát hiện. Các biện pháp chính để ngăn ngừa trẻ em bị đuối nước bao gồm áo phao và sự giám sát chặt chẽ của người lớn, về cơ bản thì trước khi chúng là thanh thiếu niên, dưới 13 tuổi luôn cần có người lớn trong chừng, những đứa trẻ đó khi chúng ở trong, ở trên hoặc là ở gần mặt nước. Còn đối với trẻ nhỏ, từ 6 tuổi trở xuống thì người lớn cần phải giám sát tích cực hơn, cụ thể là không được để trẻ rời khỏi tầm tay. Trẻ tự kỷ thường gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân, nhưng một công cụ mới được phát triển ở Montreal đang giúp cho một số trẻ em truyền đạt nhu cầu của bản thân và hòa nhập với các bạn cùng lớp. Sáng kiến được gọi là trạm liên lạc, hiện đang được triển khai tại các sân trường trên khắp Quebec và là sáng kiến đầu tiên ở Canada. Sáng kiến được hình thành bởi Alyssa Oberg, là một nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ, tại Hội đồng trường Lester B. Pearson. Trạm liên lạc này sẽ là một tấm bản bao gồm những từ cốt lõi cùng với hình ảnh để mô tả hành động hoặc là cảm xúc. Công cụ này giúp những học sinh gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân hoặc là những người không bằng lời nói. Học sinh có thể chỉ vào hình ảnh để giúp họ nói những gì họ cảm thấy một cách dễ dàng hơn. Chẳng hạn nếu bạn đang sử dụng một từ như là mở, tức là open, thì đó có thể là để yêu cầu trợ giúp. Chẳng hạn như là tôi cần giúp mở cặp sách của mình, I need help opening my school bag. Sáng kiến này dựa trên một phiên bản iPad tương tự dành cho trẻ tự kỷ hoặc là những trẻ gặp vấn đề về giao tiếp trong lớp học. Hiện tại thì trường tiểu học Verdin và trường tiểu học Beachwood là những trường hợp đầu tiên lắp đặt trạm liên lạc. Kế hoạch là triển khai chúng trên 36 trường tiểu học. Các trạm liên lạc cũng sẽ được triển khai tại các công viên công cộng, mở rộng giáo dục ra bên ngoài sân trường. Và đây là số tiền mà bạn cần kiếm để mua nhà ở Toronto so với các thành phố khác của Canada. Mặc dù có vẻ như hầu như không phải ai cũng kiếm đủ mỗi năm để có thể trả trước và thế chấp cho một ngôi nhà ở Toronto, nhưng mức lương cần thiết để sở hữu nhà ở thành phố này đã thực sự giảm trong năm ngoái, ngay cả khi lãi suất đang tăng cao. Một báo cáo mới của RedHub.ca nhận thấy rằng, những người sắp mua nhà hiện cần kiếm được ít hơn 3.450 đô la mỗi năm so với tháng 5 của 2022 Nhờ giá nhà trung bình của thành phố giảm mạnh 85.600 đô la trong cùng thời kỳ. Tuy nhiên, mức giảm này là một số tiền khá nhỏ vì bạn vẫn sẽ phải kiếm được số tiền khổng lồ là 222.600 đô la để bảo đảm một vị trí riêng của bạn ở Toronto. Bạn có thể kiếm được ít hơn một nửa mức lương ở Toronto để tham gia vào thị trường nhà ở tại một số trong 10 thành phố được khảo sát, đó là mức lương 77.080 đô la ở thành phố Winnipeg. 81.250 ở Edmonton, 107.220 đô la ở Montreal, 109.350 đô la ở Halifax và 111.350 đô la ở Calgary. Bạn cũng có thể là người có thu nhập thấp hơn mà vẫn sở hữu nhà ở Ottawa, Hamilton và Victoria, nơi yêu cầu thu nhập tương ứng là 130.000 đô la ở Ottawa, 171.330 đô la ở Hamilton, Ontario, và 171.600 đô la ở thành phố Victoria, tỉnh BC, với tỷ lệ thế chấp và lãi suất hiện tại. Nơi duy nhất mà bạn sẽ phải giàu có hơn Toronto để chịu chi phí cho một phần bất động sản là thành phố Vancouver, với tiêu chuẩn để sở hữu nhà có mức lương hàng năm phải là 226.800 đô la. Mặc dù chỉ số khả năng chi trả này giảm nhẹ, có thể cho phép thêm một số người tham gia vào thị trường bất động sản trong khu vực The 6X, tức là thành phố Toronto, nhưng mức giá trung bình 1 triệu 164.400 đô la và lãi suất cho vay cao nhất trong hơn một thập kỷ có thể sẽ tiếp tục gây khó khăn cho hầu hết những người không phải là nhà đầu tư giàu có. Một giấc ngủ ngắn ban ngày có thể tốt cho não bộ của chúng ta. Đó là theo một nghiên cứu mới, ngủ trưa có thể giúp duy trì sức khỏe não bộ khi chúng ta già đi. Nhưng lưu ý là không ngủ quá nhiều. Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học College London UCL và Đại học Cộng hòa Uruguay, thói quen ngủ trưa có liên quan đến tổng khối lượng não lớn hơn, tức là liên hệ đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và các bệnh khác thấp hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết trung bình, sự khác biệt về thể tích não giữa những người ngủ trưa và những người không ngủ trưa tương đương với 2,5 đến 6,5 năm lão hóa. Trong nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Sleep Health, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật gọi là ngẫu nhiên hóa Medallion để phân tích các mẫu DNA và quét não của 35.080 người từ 40 đến 69 tuổi tham gia vào nghiên cứu Biobank của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, một kỹ thuật như vậy chỉ có thể cho thấy mối liên hệ giữa giấc ngủ trưa và sức khỏe não bộ, chứ không phải là nguyên nhân và kết quả. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu không có thông tin về thời gian ngủ trưa, điều này có thể ảnh hưởng đến việc giấc ngủ có ít hay có hại. Tuy nhiên, những phát hiện trước đây gợi ý rằng ngủ một giấc ngắn 5-15 phút và đầu giờ chiều có thể mang lại lợi ích cho những người cần nó. Nhưng điều cần lưu ý là chúng ta không nên ngủ trưa quá nhiều. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alzheimer's and Dementia vào tháng 3 của 2022, thì những người lớn tuổi mà ngủ trưa ít nhất một lần một ngày hoặc hơn một giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn 40%, so với những người không ngủ trưa hàng ngày hoặc là ngủ trưa ít hơn một giờ mỗi ngày. Ngủ trưa quá nhiều còn có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn. Rối loạn giấc ngủ có liên quan đến sự gia tăng căng thẳng và hormone điều chỉnh cân nặng, có thể dẫn đến béo phì, huyết áp cao, tiểu đường loại 2, tất cả các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim. Hãng hàng không chi phí cực thấp Swoop hiện đang có một đợt giảm giá đáng kinh ngạc và bạn hiện có 3 ngày để chớp lấy ưu đãi này. Swoop hiện đang giảm 30% giá vé cơ sở trên tất cả các tuyến theo lịch trình của hãng. Chương trình giảm giá nhằm đánh dấu 5 năm kể từ chuyến bay đầu tiên của Swoop từ Hamilton đến Abbotsford và 5 năm dịch vụ chi phí cực thấp của Swoop dành cho người dân Canada. Đợt giảm giá sẽ kéo dài từ thứ ba ngày 20 tháng 6 đến thứ sáu ngày 23 tháng 6 cho các chuyến bay cất cánh từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10 năm nay, nhưng sẽ không bao gồm ngày lễ và mùa du lịch cao điểm. Trước đó, thì hãng hàng không lớn thứ hai của Canada WestJet đã thông báo rằng công ty con của họ là Swoop sắp kết thúc hoạt động sau khi thỏa thuận thương lượng tập thể được phê chuẩn giữa WestJet và Hiệp hội Phi công Hàng không. Tuy nhiên, Swoop vẫn sẽ khai thác phần còn lại của lịch trình đã công bố với những chuyến bay rẻ và đáng mong đợi. Để đặt chuyến bay của bạn với ưu đãi du lịch mới nhất này thì hãy sử dụng mã 5YRS, tức là F I V E Y R S. Bạn có phải là người thích sưu tầm đồng xu? Canada sắp có một đồng xu mới có nhiều màu sắc và bạn sẽ sớm sẽ thấy những đồng thuny màu xanh lá này. Sở đúc tiền Hoàng gia Canada đang tôn vinh di sản văn hóa đa dạng và phong phú của các dân tộc bản địa First Nations, người Inuit và người Métis trên khắp vùng đất bằng đồng 2 đô la mới này. Đồng Tony không chỉ có một diện mạo mới để kỷ niệm ngày quốc gia của người bản địa, mà còn đánh dấu lần đầu tiên ba nghệ sĩ khác nhau hợp tác thiết kế đồng xu được lưu thông ở Canada. Đồng xu 2 đô la mới này có ba thiết kế độc đáo và đầy màu sắc. Với các mảng màu đỏ, cam, trắng và đen, mỗi biểu tượng đại diện cho các cộng đồng và người dân của First Nations Inuit và Métis. Cùng với các thiết kế màu đỏ, cam, trắng và đen trên đồng xu Canada mới, lõi bên trong của đồng Tony còn có màu xanh lá cây thay vì màu vàng, được bao quanh bởi dải bên ngoài màu bạc thông thường. 3 triệu đồng xu có thiết kế mới này đã được đúc và sẽ bắt đầu được lưu hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2023 để kỷ niệm Ngày Quốc gia của người bản địa. Và sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay thì 1 đô la Canada đang đứng ở mức 0,7552 đô la Mỹ và bằng 0,6921 đồng euro. 1 đô la Canada đổi được khoảng 17.756 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ thì đổi được 23.500 đồng Việt Nam. Giá vàng đang đứng ở mức 1.932,75 đô la Mỹ một ounce, tức là tương đương 2.558 đô la Canada. Vừa rồi là một số tin tức Canada nổi bật. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình là phần tin đáng chú ý trên thế giới cùng với Hoàng Anh. Hoàng Anh xin kính chào quý vị trong phần 2 của bản tin. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế Giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Trong phần tin quốc tế ngày 21 tháng 6 hôm nay, mời quý vị theo dõi những tin đáng chú ý sau đây. Canada là tập đoàn báo chí lớn nhất Hoa Kỳ kiện Google Thiết kế của tàu ngầm Titan từng bị nghi ngờ Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị thổi phồng đến 6,2 tỷ đô la Mỹ. Rex Airlines là hãng hàng không nội địa lớn nhất nước Úc đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Trường mẫu giáo ở Đài Loan cho trẻ uống siro chứa chất gây nghiện. Cùng một số tin xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Gannett là tập đoàn báo chí lớn nhất của Hoa Kỳ, chủ sở hữu của tờ USA Today và hơn 200 tờ báo địa phương tại Hoa Kỳ, cáo buộc Google độc quyền thị trường quảng cáo trực tuyến. Gannett nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại New York hôm 20 tháng 6 và muốn đòi bồi thường thiệt hại. Trong đơn kiện, Gannett cho rằng Google và công ty mẹ Alphabet đã kiểm soát cách các hãng xuất bản mua bán quảng cáo trực tuyến. Google kiểm soát khoảng 25% thị trường quảng cáo trực tuyến tại Hoa Kỳ. Meta, Amazon và TikTok có khoảng hơn 30% thị phần. Các hãng xuất bản và website khác tổng cộng nắm gần 40% thị phần. Thị phần của các đại gia công nghệ trong thị trường này đã bắt đầu giảm nhẹ nhưng Google vẫn là người chơi lớn nhất. Điều này đồng nghĩa các hãng xuất bản vẫn phải dựa một phần vào công nghệ quảng cáo của Google để hỗ trợ hoạt động. Kenneth cho biết là Google kiểm soát 90% thị trường quảng cáo cho các hãng xuất bản. Dan Taylor là phó giám đốc phụ trách quảng cáo toàn cầu của Google cho biết trên CNN rằng các cáo buộc trên là hoàn toàn sai. Các hãng xuất bản có nhiều lựa chọn khi muốn kiếm doanh thu từ quảng cáo. Trên thực tế thì Kenneth đã dùng hàng chục dịch vụ quảng cáo khác nhau bao gồm cả Google Ad Manager. Khi các hãng xuất bản chọn công cụ của Google, họ cũng giữ được phần lớn doanh thu. Chúng tôi sẽ chứng minh cho tòa thấy các công cụ quảng cáo của chúng tôi làm lợi cho các hãng xuất bản và giúp họ có tài chính cho các nội dung số như thế nào, ông nói. Động thái của Gannett diễn ra trong bối cảnh Google ngày càng đối mặt với nhiều cáo buộc về độc quyền tại Hoa Kỳ, châu Âu, trong mảng quảng cáo. Đây là cỗ máy kiếm tiền chính của họ. Tuần trước thì quan chức Liên minh châu Âu cho biết mảng quảng cáo của Google nên chia nhỏ, Họ cáo buộc đại gia công nghệ này tham gia vào nhiều công đoạn trong chuỗi cung ứng quảng cáo, gây ra xung đột lợi ích và đe dọa cạnh tranh. Đầu năm nay, thì Bộ Tư pháp Mỹ và 8 bang cũng kiện Google cáo buộc công ty này đe dọa cạnh tranh vì sự thống trị trong mảng quảng cáo số. Họ cũng kêu gọi chi nhỏ bộ phận này. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phát hiện họ đã định giá quá mức đến 6,2 tỷ đô la Mỹ khoản tài trợ đạn dược, tên lửa và các thiết bị khác cho Ukraine do lỗi kế toán. Theo hãng tin Reuters, con số 6,2 tỷ đô la Mỹ mới nhất nhiều hơn gấp đôi mức mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố trước đó trong các khoản viện trợ cho Ukraine. Cụ thể theo hội tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thừa nhận là đã mắc lỗi trong việc hạch toán số vũ khí viện trợ cho Ukraine, khiến giá trị của chúng đã bị đẩy lên cao hơn giá trị thực khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân xuất phát từ sự mâu thuẫn trong cách định giá các loại khí tài đã được chuyển tới Ukraine. Trong khi đó, ngày 20 tháng 6, thì Phó Thư ký Báo chí Ngũ Giác Đài Sabrina Singh cho biết các quan chức của Bộ đã phát hiện thêm sai sót sau khi nghiên cứu tình hình kỹ lưỡng hơn và làm rõ cách định giá thiết bị. Cũng theo bà Sin, thì khoản tiền 6,2 tỷ đô la Mỹ bao gồm các sai sót trị giá 3,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 và 2,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Ngoài ra, thì bà khẳng định những sai sót này không ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Bộ trưởng Môi trường Ukraine Ruslan Strelets cho biết, vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka gây thiệt hại khoảng 1,2 tỷ euro, tức là hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cảnh báo lũ lụt có thể khiến nhiều bom mìn gài tại khu vực này đổ xuống bờ biển của các nước châu Âu khác. Phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của các bộ trưởng môi trường Liên minh châu Âu, bộ trưởng Strelets nêu rõ Giới chuyên môn đang đánh giá thiệt hại và vụ vỡ đập này là thảm họa môi trường lớn nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Vụ vỡ đập đã khiến khoảng 1 triệu người không có nước sạch sau khi thể tích của hồ chứa Kharkovka giảm 3 4 Đập thủy điện Kharkovka trên sông Dnipro ở Kherson bị vỡ ngày 6 tháng 6 vừa qua. Đập cao 30 m và dài 3,2 km được xây dựng vào năm 1956 với sức chứa của hồ nước lên đến 18 km khối, đây là nguồn cung cấp nước quan trọng cho bán đảo Crimea ở phía nam và nhà máy hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu ở phía bắc. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập này. Cơ quan môi trường cảnh báo vụ vỡ đập này có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn liên quan vấn đề an toàn và tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cho đến nay thì vụ vỡ đập này đã khiến hơn 50 người thiệt mạng, đồng thời phá hủy nhiều nhà cửa cũng như là đất canh tác. Hãng hàng không nội địa và khu vực lớn nhất của nước Úc là Rex Airlines dự báo lỗ 35 triệu đồng Úc, tức là hơn 23,7 triệu đô la Mỹ cho năm tài chính này. Đây là động thái gây ngạc nhiên sau những dự đoán trước đó của hãng về việc sẽ gặt hái được lợi nhuận. Rex Airlines vận hành đội bay gồm 59 máy bay Saab 340 và 7 máy bay Boeing 737 phục vụ các điểm đến trên khắp nước Úc. Theo Rex Airlines, tổn thất tài chính bất ngờ này là do tình trạng thiếu phi công và kỹ sư trên toàn cầu, cũng như là các vấn đề về chuỗi cung ứng sau đại dịch mà hãng này cho rằng đã làm gián đoạn mạng lưới của họ. Hãng đã buộc phải giảm đáng kể lịch bay trong những tháng gần đây để đáp ứng nhu cầu về máy bay, phi công và kỹ sư với những gì hiện có, một vấn đề khác mà công ty cho biết là họ đang phải đối mặt là lượng khách đi công tác giảm mạnh trong suốt tháng 5 và tháng 6 năm nay do ngân sách đi công tác của các công ty tiếp tục tăng do chi phí vé máy bay quốc tế tăng cao. Bất chấp thua lỗ thì Rex Airlines vẫn tiếp tục triển khai hoạt động máy bay phản lực nội địa và bắt đầu một số hợp đồng trong liên doanh của họ với National Jet Express, là một hãng hàng không nổi tiếng với các hoạt động vận chuyển hàng hóa và thuê bao bổ sung. Trường mẫu giáo ở Đài Loan cho trẻ uống siro chứa chất gây nghiện. Các giáo viên tại một trường mẫu giáo ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan Trung Quốc bị tố cáo là cho học sinh uống siro gây nghiện chứa các thành phần như là phenobarbital và benzodiazepine. Trong tuần này, cảnh sát vào cuộc điều tra và không nói rõ vì sao trẻ lại được cho ăn siro gây nghiện. Hiện vụ bê bối ở trường mẫu giáo này khiến nhiều gia đình lên án vì họ không nhận được câu trả lời rõ ràng. Hôm 18 tháng 6, hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình bên ngoài các tòa nhà của chính quyền địa phương ở thành phố Đại Bắc, kêu gọi cảnh sát phải công khai minh bạch kết quả cuộc điều tra. Nhiều người cũng chỉ trích chính quyền vì không công khai thông tin vụ việc. Theo BCC, thì vụ việc lần đầu tiên được phơi bày vào tháng 5 khi một phụ huynh tố cáo nhân viên trường mầm non cho con uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Nhiều người nhận thấy con mình có những triệu chứng giống như là hội chứng cai nghiện benzodiazepine. Đây là triệu chứng ở những người từng sử dụng benzodiazepine và sau đó vật vã vì thiếu thuốc. Hồi đầu tháng 6, chính quyền địa phương mở cuộc điều tra phát hiện ít nhất 8 trẻ có một lượng nhỏ phenobarbital và benzodiazepine trong cơ thể. Đến ngày 12 tháng 6, trường mẫu giáo này được lệnh đóng cửa. Lãnh đạo trường bị phạt 150.000 tân đài tệ, tức là gần 5.000 đô la Mỹ. Hiệu trưởng và 5 giáo viên khác bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn, nhưng sau đó được tại ngoại. Truyền thông địa phương thông tin thêm rằng, các nhân viên nhà trường nói phụ huynh đã đồng ý với danh sách thuốc do nhà trường cung cấp, tuy nhiên một số phụ huynh từng đặt nghi vấn về các loại thuốc mà trường cho trẻ sử dụng. Vào thời điểm vụ việc ở Tân Bắc chưa sáng tỏ, ngày 19 tháng 6, Sở Y tế thành phố Cao Hùng phát hiện bốn bác sĩ tại một cơ sở y tế đã cho khoảng 20 trẻ em sử dụng phenobarbital không đúng cách. Bốn người này bị yêu cầu đình chỉ hành nghề trong 6 tháng và phạt 1,4 triệu dân đài tệ, tức là tương đương 46.100 đô la Mỹ. Trong bối cảnh người dân ngày càng lo ngại về việc cho trẻ dùng thuốc gây nghiện, Bệnh viện thành phố Đài Bắc cũng đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm máu miễn phí cho trẻ mẫu giáo để kiểm tra dấu vết của những loại thuốc này. Nga khẳng định sẵn sàng đấu với NATO ở Ukraine. Trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 6 thì ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, nếu NATO một lần nữa tuyên bố thông qua lời lẽ của tổng thư ký Jens Stoltenberg rằng họ phản đối đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine thì tức là họ muốn chiến đấu, cứ để họ tham chiến đi, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này. Bình luận của ông Lavrov được đưa ra sau khi cuộc phỏng vấn với tờ Welt của Đức hôm 18 tháng 6. Tổng thư ký NATO nói rằng hòa bình không có nghĩa là đóng băng xung đột và chấp nhận thỏa thuận do Nga đưa ra theo ông thì chỉ ukraine mới có thể xác định các điều kiện có thể chấp nhận được ông stoltenberg nhấn mạnh rằng nato không tham gia vào cuộc xung đột nhưng liên minh này đứng về phía ukraine ông đồng thời thúc giục các thành viên nato tăng cường năng lực quốc phòng để tự bảo vệ mình trong khi đó ngoại trưởng lavrov nhấn mạnh phương tây đang thực hiện cuộc chiến tranh lai nhắm vào nga chiến tranh lai là thuật ngữ để chỉ cuộc chiến đa phương tiện và đa mặt trận từ chính trị quân sự cho tới tấn công mạng nhằm đạt được mục đích mà không bị quy kết hoặc là phản đòn. Nga từ lâu cáo buộc Hoa Kỳ là đồng minh của NATO vũ trang cho Ukraine, lợi dụng Kiev để kích động xung đột với Moscow. Tổng thống Nga Putin mô tả xung đột Ukraine là cuộc đọ sức giữa lực lượng Nga với toàn bộ bộ máy quân sự phương Tây. Tiền bị hao hụt khi chi tiêu ở các thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ Tại thành phố New York, số tiền 200.000 đô la Mỹ sẽ chỉ có sức mua thực tế tương đương với 82.421 đô la Mỹ do mức thuế và chi phí sinh hoạt tại đây đều rất cao. Theo CNBC, chỉ 7% số hộ gia đình tại Mỹ kiếm được từ 250.000 đô la Mỹ một năm trở lên. Tuy nhiên thì giá trị thực tế của con số này có thể tăng lên ở các thành phố có mức sống thấp và ngược lại. Sức mua thực tế của mức lương 250.000 đô la Mỹ phụ thuộc vào nền kinh tế tổng thể của mỗi thành phố, mức thuế và chi phí sinh hoạt. Trên khắp nước Mỹ, 250.000 đô la Mỹ có giá trị tương đương với 203.664 đô la Mỹ ở thành phố Memphis, bang Tennessee. Tuy nhiên, khoản tiền này lại chỉ bằng khoảng 83.000 đô la Mỹ ở thành phố New York. Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo gần đây của Smart Asset. Công ty này đã thực hiện khảo sát tại những nơi có mức thuế và chi phí sinh hoạt đắt đỏ đối với những người có thu nhập cao, Nghiên cứu đã so sánh mức thu nhập sau thuế ở 76 thành phố lớn nhất của Mỹ và điều chỉnh các số liệu về chi phí sinh hoạt. Theo cách tính toán của Smart Asset, số tiền lương sẽ được công nhận sau khi trừ các khoản thuế của địa phương, tiểu bang và liên bang. Chi phí sinh hoạt sẽ bao gồm tiền nhà ở, hàng hóa, tiện ích, giao thông vận tải và các dịch vụ khác. Báo cáo cho thấy là khoản tiền 250.000 đô la Mỹ có sức mua thực tế thấp nhất tại New York và Washington do đây đều là những nơi có chi phí sinh hoạt cao. Tại New York, giá thuê trung bình hàng tháng cho một căn hộ studio là 3.500 đô la Mỹ, theo dữ liệu từ renthop. Tại Washington, giá thuê trung bình cho một căn hộ studio cũng lên tới 2.300 đô la Mỹ một tháng. Năm ngoái thì thủ đô của nước Mỹ được xếp hạng là thành phố đắt đỏ thứ ba của xứ cờ hoa dựa trên chi tiêu hộ gia đình hàng tháng. Trong khi đó thì New York chỉ xếp thứ năm một số thành phố ở California cũng khiến sức mua thực tế của số tiền 250.000 đô la Mỹ bị thuyên giảm. Phần lớn là do mức thuế thu nhập của tiểu bang này. Ví dụ ở San Francisco thì cư dân có mức lương 250.000 đô la Mỹ bị đánh thuế cao hơn khoảng 6 điểm phần trăm so với người sở hữu mức lương 100.000 đô la Mỹ. Ngoài ra thì chi phí sinh hoạt ở San Francisco cao hơn 82,8 phần trăm so với mức trung bình trên toàn quốc. Tương tự tại thành phố Long Beach của bang California, những người có thu nhập cao bị đánh thuế tới 38%, chi phí sinh hoạt tại đây cũng cao hơn 52,5% so với mức trung bình trên cả nước. Twitter bị nhân viên kiện vì không trả thưởng năm 2022. Theo trang tin Bloomberg, Twitter đã từng hứa là sẽ trả thưởng 50% cho nhân viên. Trên thực tế, đây là quy định thưởng hiệu suất hàng năm của mạng xã hội này từ xưa đến nay. Nhưng kể từ khi ông Elon Musk mua lại Twitter vào tháng 10, ban lãnh đạo công ty, bao gồm các giám đốc điều hành và cả cựu giám đốc tài chính Netsico, cho biết nhiều thứ sẽ phải thay đổi. Dù vậy, công ty này vẫn thông báo là sẽ trả thưởng 50%. Tuy nhiên, Twitter đã từ chối trả thưởng cho tất cả những ai vẫn còn làm việc tại công ty trong quý đầu của năm 2023. Được biết là kể từ khi ông Musk tiếp quản, Twitter đã mất đi hơn một nửa doanh thu quảng cáo do các thương hiệu không còn tin tưởng vào khả năng kiểm duyệt của nền tảng này. Do thất thu, Twitter cũng sa thải tới hơn 70% nhân viên hiện tại và một số nhỏ thì quyết định từ chức. Không chỉ bị kiện bởi các nhân viên, Twitter sau sự tiếp quản của ông Musk còn nhiều lần bị khiếu nại vì không thanh toán nổi các hóa đơn bao gồm tiền thuê chỗ và tiền bồi thường cho nhân viên cũ. Thiết kế của con tàu ngầm Titan từng bị nghi ngờ. Ông David Lawridge là cựu giám đốc bộ phận vận hành trên biển tại Ocean Gate, từng bày tỏ quan ngại về mức độ an toàn của chuyến thám hiểm trước khi bị sa thải vào năm 2018. Thông tin trên được tiết lộ trong tài liệu vụ án Ocean Gate kiện ông Lawridge với cáo buộc vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin được đưa ra tại tòa án bang Washington, Hoa Kỳ từ năm 2018, theo Reuters cho biết. Theo OceanGate thì ông Larry đã tiết lộ một số thông tin mật và độc quyền của công ty. Phản bác lại thì ông Larry cho rằng ông bị OceanGate sa thải tháng 1 năm 2018 do đã bày tỏ quan ngại về thiết kế mang tính thử nghiệm chưa được kiểm chứng của tàu Titan, là chiếc tàu ngầm mà mất tích khi thám hiểm sát tàu Titanic dưới đáy đại dương. Ông Larry cũng quan ngại về việc kiểm soát chất lượng và an toàn của tàu Titan, cụ thể là việc OceanGate từ chối triển khai thử nghiệm với thiết kế của vỏ tàu cảnh báo tàu Titan có thể gặp nguy hiểm nếu lặn xuống sâu. Theo cựu nhân viên OceanGate, một số phần của tàu chỉ được chứng nhận chịu đựng được độ sâu 1.300m, nhưng công ty này muốn đưa hành khách tới độ sâu 4.000m. Ông Lawrence làm việc cho OceanGate từ năm 2015, ban đầu với tư cách là nhà thầu độc lập, sau đó được thăng chức giám đốc bộ phận vận hành trên biển. Sau đây là 10 thành phố đông dân nhất thế giới. Tokyo, Delhi, Thượng Hải là những thành phố đông đúc nhất trên toàn cầu, trong đó thủ đô của Nhật Bản dẫn đầu danh sách với hơn 37 triệu dân. Dân số thế giới hiện đã vượt mốc 8 tỷ người. Dựa trên nghiên cứu thì người ta đã kết luận rằng hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố. Dưới đây là 10 thành phố đông dân nhất. Thứ 10 là Osaka, Nhật Bản, thành phố đông dân thứ 10 trên thế giới là Osaka, Nhật Bản với ước tính khoảng 19 triệu người. Mumbai là nơi sinh sống của gần 21 triệu người, tên gọi trước đây của thành phố là Bombay. Mumbai là thủ phủ của bang Maharashtra và cũng là thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ. Mumbai cũng là một trong những thành phố đẹp nhất của Ấn Độ, đứng thứ 9. Thứ 8 là Bắc Kinh của Trung Quốc, có tổng dân số hơn 21,3 triệu người. Thủ đô của Trung Quốc là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới với bề dày lịch sử hơn 3 thiên niên kỷ. Trên thực tế, trong hầu hết thiên niên kỷ thứ hai sau công nguyên, Bắc Kinh là thành phố đông dân nhất thế giới. Đứng thứ bảy là Cairo của Ai Cập, thủ đô và thành phố lớn nhất của Ai Cập với dân số 21,7 triệu người. Vào năm 969, thành phố chính thức được thành lập, nhưng nơi này đã có lịch sử lâu đời hơn 1.000 năm. Thủ đô của Ai Cập cũng là thành phố lớn nhất ở châu Phi và Trung Đông. Thứ sáu là Mexico City của Mexico, Dân số hiện tại của Mexico City là hơn 22 triệu người và trở thành thành phố đông dân nhất ở Bắc Mỹ. Thành phố này là thủ đô của Mexico, quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất trên thế giới. Mexico City là thành phố thủ đô lâu đời nhất ở châu Mỹ và cũng là nơi sinh sống của một lượng lớn người nhập cư từ khắp châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Thành phố được bao bọc bởi các ngọn núi và núi lửa có độ cao trên 5.000 mét. Đứng thứ năm là Sao Paulo của Brazil. Với dân số 22,4 triệu người, nơi đây nổi tiếng là thành phố của những người nhập cư, nơi hội tụ những người thuộc các sắc tộc và nền văn hóa khác nhau. Sao Paulo là thành phố nói tiếng Bồ Đào Nha lớn nhất trên thế giới. Đứng thứ tư là Dhaka của Bangladesh. Thủ đô Dhaka là thành phố lớn nhất của Bangladesh, ước tính có dân số lên đến hơn 23 triệu người. Với thương mại và ngành công nghiệp dệt may đang phát triển, thành phố cũng được coi là trung tâm công nghiệp và thương mại của đất nước. Đứng thứ ba là Thượng Hải của Trung Quốc với dân số 28,5 triệu người. Thượng Hải là siêu cường kinh tế ở miền trung Trung Quốc. Thành phố này có một trong những cảng biển lớn nhất thế giới. Đứng thứ hai là Delhi của Ấn Độ. Có dân số hơn 32 triệu người là thành phố đông dân thứ hai trên thế giới. Đây là một đô thị lớn của Ấn Độ đã có người sinh sống liên tục ít nhất từ thế kỷ thứ sáu, từng là trung tâm của nhiều đế chế và vương quốc trong suốt lịch sử. Và đứng thứ nhất đông dân nhất là Tokyo của Nhật Bản. Thành phố đông dân nhất thế giới là Tokyo Nhật Bản với dân số hơn 37 triệu người. Đây cũng là thành phố đầu tiên của châu Á có dân số hơn 1 triệu người.